khác sự thưa thớt của những ngày trước, bến xe miền Đông tối ngày 28 tháng 1 năm 2022, tức 26 tháng Chạp, trở nên nhộn nhịp hơn. Rất nhiều hành khách cùng hành lý đồ đạc tới bến xe này để về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và phía Bắc nghỉ Tết Nguyên đán. Nhiều khu vực chờ ở gần các xe khách tập trung đông người đợi giờ lên xe. Một số thấy đông nên phải tìm vị trí thoáng hơn ở khu vực bán vé của bến xe miền Đông. Giờ gì nhưng mà cô ngồi đó thấy đông quá, cô vô đi cô ngồi mình. Là ngoài đó đông lắm hả cô? Đông, đông cô không thích chỗ đông đâu. Sợ ăn Tết ở nhiều quê nói thật con là nó bình thường nhưng mà nó vui, cái không khí của nó khác hơn trong đây. Đi đâu một cái Tết cũng phải giờ sum họp với quê gia đình gì á, nó vui vẻ lắm, ấm cúng. Mặc dù thất nghiệp từ đầu tháng 5 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng bà Võ Thị Thu Hương vẫn cố gắng sắp xếp mua vé về quê đón Tết. Nhìn lượng người đổ về bến xe ngày một nhiều, bà càng háo hức để sớm được về quê. Tự nhiên cái thấy nó vui lên hả con? Còn thấy thành phố thấy nhìn nó đông lúc nó vui. Còn hầu kia mà lúc giãn cách thấy thành phố, thấy cảnh hơn quê của cô luôn. Con thấy thật sự thấy tội. Đa số hành khách đi về những ngày gần Tết đều đặt vé trước đó nhiều ngày. Khi tới bến xe, họ chỉ cần đọc số điện thoại để lấy vé rồi ra xe. Mặc dù vậy, một số nhà xe hết vé chuyến sớm nên nhiều người phải chờ đi chuyến muộn hơn. Mình thì nhờ người nhà ở nhà đặt từ trước, từ sớm. Nhưng mà do cái lượng người về đợt này tăng đột biến nên là chấp nhận về ngày hôm nay và đi vào cái tầm giờ này. Thực ra là nếu có thể được thì về sớm hơn 1-2 hôm nữa thì có nhiều thời gian để ở bên gia đình hơn. Thì ai cũng muốn như vậy cả, cho nên là mới đông như thế. Ngoài việc đặt vé sớm nhất có thể để về quê ăn Tết cùng gia đình, anh Dương Mạnh Hoàng cũng tìm hiểu trước quy định của địa phương về phòng chống dịch. Ở các địa phương như ở địa phương của mình chẳng hạn, mà tới đây mình sắp về thì vẫn yêu cầu mọi người là phải hết sức cảnh giác cũng như là nêu cao tinh thần phòng chống dịch, chứ không thể lơ là được. Trước khi ra bến xe thì mình có đến bệnh viện để xét nghiệm, mặc dù đã có tiêm rồi nhưng mà vẫn phải xét nghiệm để xem là cái thể trạng của mình hôm nay có thực sự là âm tính hay không. Bởi vì như thế nó sẽ an toàn cho những người đi cùng chuyến xe với mình. Và sau khi về nhà rồi thì sẽ tiếp tục test lại ở nhà một lần nữa, ở trạm y tế gần nhà một lần nữa. Để đảm bảo là trên chuyến xe mình đi mình cũng không hề có tiếp xúc hay là có lây nhiễm gì với nguồn bệnh. Thì như thế sẽ đảm bảo an toàn cho hàng xóm cũng như là cái cộng đồng dân cư và chính gia đình của mình ở nhà. Không chỉ mình anh Hoàng, trải qua những tháng ngày căng thẳng do dịch COVID-19, nhiều hành khách tới bến cũng tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch để có thể an toàn về quê đón Tết, nghỉ ngơi trước khi trở lại làm việc. Mình nhận thấy là so với mọi năm thì vẫn đông đúc, vẫn nhộn nhịp như vậy. Nhưng mà có một cái rất là đặc biệt, đấy là cái ý thức của mọi người. Bởi vì mình ngồi đây, mình đợi nhà xe từ sớm mà. Nên mình quan sát khi mà có nhiều người mà cùng xếp hàng lấy vé thì có những bạn là bạn sẽ đứng cách ra và xếp hàng hẳn hoi, chứ không như mọi năm là sẽ túm tụm lại, bầu hết vào quầy bán vé. Cái thứ hai là mọi người đều có cái ý thức khai báo y tế trước khi ra xe để đi. Đấy là một cái điều rất là tuyệt vời. Một số nhà xe cho biết lượng hành khách tới bến nhiều hơn vào giờ chiều. Một số nhà xe cũng đã hết vé trong hai ngày 28 và 29, nhưng vẫn còn vé vào ngày 30 tháng 1 năm 2022. Theo thông báo trước đó từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ bắt đầu nghỉ Tết từ 29 tháng 1 năm 2022 và đi làm trở lại vào ngày 7 tháng 2 năm 2022.